Hôm nay cửa hàng em lên 6 mẫu xe Kia Carrera 2016 số sàn. Máy 2.0. Xe vẫn sơn màu trắng và nội thất là màu đen, ghế da màu cam. Máy 2.0 7 chỗ ngồi các bác nhá. 7 chỗ số sàn. Đây nội thất bên trong đây ạ. Và với giá tiền của chiếc xe này thì ở bên em đang bán là hơn 300 triệu một chút. Hơn 300 triệu một chút các bác nhá. Cụ thể giá em sẽ ghim từ đây. Một chiếc xe hoàn toàn là rất là đẹp và rất là mới luôn. Đối với chiếc xe đời 2016 này thì hiện tại bên em có hỗ trợ làm trả góp cho các bác nhá. Giá trị xe lên tới 60-70%. Và cũng giới thiệu luôn với bác là bên em đang có hai con như này, đều là màu trắng. Và con kia thì giá bên em đang bán loanh quanh tầm khoảng 300 thôi. Đấy, giá của chiếc xe kia đấy ạ. Chiếc này bên em rút hồ sơ rồi nhá, gốc thành phố các bác mua về Hà Nội, Sài Gòn rất là ok. Đấy, đi một vòng cho các bác mình ngắm phần bên ngoài này. Đợt tới thì bên em sẽ làm nhiều những mẫu xe đời cao hơn. Rồi các bác hãy đăng ký kênh để được xem và theo dõi nhé. Hiện tại thì em đang quay sơ qua phần bên ngoài của chiếc xe, nội thất. Sơ qua nội thất, ngoại thất bên ngoài. Đây có màn hình, đây có khoác trên cửa các bác nhá. Có túi khí, có phanh ABS, na răng đúc nguyên bản theo xe. Đây, một chiếc xe đời rất là cao, giá tiền rất là hợp lý luôn đúng không ạ? Dòng xe lanh và tiết kiệm nhiên liệu, chạy chắc khỏe bốc, phụ tùng thay thế dễ và rất là sẵn có trên thị trường. Mình mua ở đâu cũng có luôn, tỉnh nào cũng có luôn. Mua được cái mẫu xe này. Chiếc xe bên em đảm bảo và cam kết cho các bác. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn nhá, là xe không lỗi, không đâm va và không bị ngập nước. Keo chỉ của xe là vẫn còn. Máy số hiện tại là vẫn còn nguyên bản. Máy số của xe là chưa đại tu, chưa làm lại các bác nhá. Đấy, có cam hành trình này. Bây giờ em đi chi tiết cho các bác xem về mẫu xe này. Chiếc xe bên em cũng đảm bảo cho bác là xe không qua taxi dịch vụ nhá. Một mẫu xe gia đình. Các bác cùng nó xem chi tiết về chiếc xe Kia Carrera này của bên em. Đấy, kính bọc dán hết rồi. Đấy, la răng đúc của xe còn đẹp. Lốp còn dày. Thân vỏ không bị bả các bác nhá. Đấy, gõ kêu, gõ rất là kêu. Kính của xe đều là kính zin. Mời các bác đón xem chi tiết về chất lượng hình thức bên ngoài của chiếc xe. Đây, đèn pha này. Có bi và có halogen các bác nhá. Đèn vẫn là đèn xịn. Gương kính của xe điều chỉnh hoàn toàn là bằng điện hết rồi. Đời cao mà đúng không ạ? Dòng Carrera này thì nó có từ đời 2008 cơ. Mẫu xe 7 chỗ đời cao, giá thành rất là hợp lý đúng không ạ? Cửa hàng em hỗ trợ cho góp, trả góp cho các bác là từ đời 2014 trở lên nhá. Giá trị xe lên tới là 60-70%. Phần bên ngoài đấy ạ. Các bác xem mình thấy chiếc xe này phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho bên em để được chốt nhé. Cần tư vấn, cần thêm hình ảnh, video về chiếc xe thì các bác kết nối Zalo trên bên em nhé. Em đọc số điện thoại trên đây luôn. Đấy, đăng kiểm đi ạ. Số điện thoại 093 8586 307 và 0389 000 55 để được tư vấn thêm nhé. Rất là nhiều xe để cho các bác lựa chọn khi đến với cửa hàng bên em, rất là nhiều, trên 100 chiếc xe các loại nhé, với tầm tiền từ 100 triệu trở lên rất là nhiều. Bên em xe cũ nhưng mà tuyển chọn những mẫu xe nào cũng vậy, chiếc nào cũng rất là chất, chiếc nào cũng rất là chất luôn nhé. Đấy, thân vỏ đây.
rất đẹp và rất là lép đúng không ạ? Lốp đa răng này. Quay luôn gầm nhé. Đây bao bô lê cua lốp của xe này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ đến phần nội thất bên trong nhá. Đây, mở cửa hết rồi đã. Đây các bác vui lòng chờ em một lát. Đây cái cửa này là nó đang trơn quá cho nên mở ra em. Để mở ra nó tự nó đóng vào luôn. Rồi bây giờ thì các bác cùng nó xem phần nội thất bên trong nhé. Xe thì độ ngoại thất rất là sáng đẹp, rất là tươi, rất là mới đúng không ạ? Rất là mới so với đời. Đấy, xăng mở bằng điện các bác nhá. Đây, gương kính chỉnh điện có cả cụp gương. Thiết kế ở làm ở khu vực này, tắt đi cánh cửa. Tất cả những cái bu lông ở vị trí này là chưa tháo vặn nhá. Đấy, chưa tháo như vậy. Đây các xem này, chưa tháo vặn vội đâu. Sàn bọc da rồi. Đấy, ghế được lên màu cam. Đấy, nhìn rất là sáng xe đúng không ạ? Bu lông ở đây này các này, đấy, vẫn còn chấm sơn. Chiếc xe được hiển thị trên đây là 8 vạn các bác nhá. Đấy, vô lăng không bị mòn này. Đấy, cổ số đẹp. Dòng này điều hòa ô tu rồi. Đấy, màn hình cảm ứng các bác nhá. Bộ ghế da rất là mới. Sàn thì vẫn là sàn nỉ và được lót một cái thảm trải sàn ở trên rồi. Đấy, táp lô táp ni của xe đẹp. Chiếc xe vô lăng 4 chấu có tích hợp bàn phím chỉnh âm thanh và túi khí nằm ở giữa vô lăng các bác nhé. Trần của xe thì trần nỉ nguyên bản. Đây em quay các bác xem này. Ở từng chi tiết mục từ chi tiết một của xe cho em quay chi tiết trong video này nhé. Những chiếc xe đời cao như này thì gần như là không có gì đúng không ạ, không có gì để chê cả. Về vấn đề lỗi của xe thì bên em đảm bảo cho các bác yên tâm rồi. Đây hàng ghế đây, cái ghế này là em đang cho lùi lại một chút các bác nhá. Dòng Caren thì có cửa gió thổi về phía sau này. Dòng này chỉ có một dàn điều hòa thôi. Đấy, nhưng mà mình ngồi sau khi mình bật điều hòa số to một chút đấy ạ thì cũng rất là mát nhá. Mắt sâu luôn đấy ạ. Đây đây hàng ghế phía sau đấy ạ. Đây, hàng này mình ngồi được 3 người nhé. Đây, mình ngồi được 3 người thoải mái. Đấy, phía sau đây thì vẫn là đế này. Đấy, nhưng mà hơi bẩn một chút đúng không ạ? Và mình vệ sinh hết ok. Đấy, ghế này thì có thể gập lại xuống được. Đấy, ghế có thể gập lại nhé. Đấy, cốp được mở rộng như này. Rồi tiếp tục em mời các bác xem nốt. Các bác đang xem video thấy hay và thấy những chiếc xe bên em phù hợp với các bác thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để được xem thêm, để được tiếp tục xem những mặt hàng khác nữa của cửa hàng bên em đưa lên các bác nhá. Rất nhiều xe được đăng lên theo hàng ngày. Đây, cắp lô tông đi đây. Đấy, ghế này em đang để cho nó lùi lại một chút. Để con xem nhá, những con bu lông ở phần cánh cửa này chưa tháo nhá. Móc khóa rất là sáng đúng không ạ? Đấy, tiếp tục mời các bác xem nốt này.
hai con Karen cho các bác lựa chọn luôn. Các bác tới 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương được xem xe nhé. Đây gầm cho các bác mình ngắm luôn. Lốp dự phòng được đặt ở phía dưới này. Gầm sàn của xe là không bị han gì, mục mọt gì nhá. Đấy, cửa đóng rất là chắc. Đây gầm vệ đây. Bây giờ là phần động cơ, mời các bác cùng xem luôn. Máy 2.0 thì nó sẽ ở mức tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km. Các bác nhá. Đây. Động cơ đấy ạ. Máy số zin nguyên bản. Máy số mình không có gì để chê nhá. Không có gì để chê về máy số cả, vì máy số của xe không có lỗi gì cả. Và nó vẫn còn nguyên, chưa đại tu, chưa làm lại. Đấy, vâng, chiếc xe em cũng đã quay và giới thiệu các bác mình xem chi tiết rồi. Các bác cần thêm thông tin, mình liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Hai số điện thoại 093 8586 307 và 0389 000 555 để được tư vấn và hỗ trợ. Video em xin được kết thúc tại đây và xin được gặp lại các bác vào video lần sau nhé.